chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh. Hôm nay mình lại về những câu chuyện mà súng ống ở bên Mỹ. Cái vấn đề nhiều người Việt của mình họ không hiểu. Vậy khi các bạn nói nước Mỹ, nhưng mà các bạn nên nhớ rằng nước Mỹ là nước gì, là cái quốc gia như thế nào. À, những thành phần chống cộng, những thành phần mà nó cuồng Mỹ cũng vậy. Thường thường nó nói ghét Mỹ sao qua Mỹ sống chi. Thật ra thì thằng Mỹ nó làm cái hiệp Trung Quốc. Cái nó chẳng có giống ai. Cái đất Mỹ này nó làm chủ bởi cái cộng đồng thế giới, chứ không phải nó thật sự ra. Nếu nói mà người Mỹ là người nào, nếu mà nói mà người Mỹ thật sự á, là Native American, là cái người da đỏ, họ là những người sống đất này của họ. Còn dân, tất cả những dân da màu khác đến đất Mỹ này, họ đều là những dân nhập cư. Thằng Mỹ trắng nó cũng nhập cư từ châu Âu, Bắc Âu, Đông Âu. Rồi những cái dân da màu, da vàng, đồ, nó cũng đi từ châu Á đi qua. Cho nên nó trở thành một cái hiệp Trung Quốc. Trong cái chữ mà nước Mỹ thật sự nó gọi là United States of America, có nghĩa là hợp chủng Hoa Kỳ. Cái vùng châu Mỹ á, nó có hai vùng, nó có Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Còn nước Mỹ thì nó cũng có hai miền, miền Đông và miền Tây, chứ nó không có miền Bắc và miền Nam. Có nhiều người nói Mỹ miền Bắc miền Nam, nó không có. Nó có miền Đông và miền Tây. Tôi nói sơ lược về nước Mỹ để mình tìm hiểu về cái sự phức tạp của nó. Cho nên các bạn sống ở trên cái đất Mỹ này, ai có tiền là làm chủ được nước Mỹ. Thì muôn màu, muôn hình, muôn vẻ, muôn mặt. Nhưng những cái thị trấn mà tôi đang ở đây là một cái thị trấn mới phát triển. Ngày xưa tôi ra đây thì nó còn rất là quan vu. Những người mà người ta càng, những cái khu mà đô thị mới phát triển vậy, nó chuẩn mực hơn, nó an ninh hơn. Ở Mỹ á, người ta mà sống, những người mà người ta có tiền, tụi Mỹ trắng đồ, những người mà có tiền, họ không bao giờ họ ở trong những cái thành phố đô thị mặt tiền giống như ở Việt Nam. Họ tránh xa hết. Tại vì ở những trung tâm thành phố nó rất là phức tạp, dân tạp nhạp đủ thứ đủ kiểu, trộm cướp. Hồi đó tôi ở trong thành phố Phoenix, chịu các bạn biết, nhiều khi tối ngủ vậy đó, nó cãi cửa vậy đó, mà mình ra mình thấy rồi nó chạy. Rồi có nhiều lúc nó giả bộ đó, nó đi ban đêm mà nó đi bắt chim bắt cò. Nhiều khi nó phức tạp lắm, nó trộm cướp được đủ thứ. Nói về người Việt của mình như vậy, ở tại cái Phoenix đó, nó có một cái băng đảng của người Việt, nó giết, nó trộm cướp giả mạo, nó đủ thứ chân. Tại vì ở trong thành phố đô thị đồ, nhà cửa nó san sát nhau, và bước từ ngoài đường bước vô nhà chừng 2-3 mét là tới ngay cửa. Cho nên nó rất là phức tạp. Với lại cái tình trạng cái tụi Mỹ trắng ngày xưa mà nó đến Bắc Mỹ này đó, nó dùng súng ống đạn dược để đặng mà nó cướp cái Bắc Mỹ này. Và cái đời sống của tụi nó đã trở thành một cái thói quen rồi, cái tục lệ của nó rồi. Súng ống là cái chuyện giống như nó bảo để tự vệ, và nó trở thành cái thú vui, nó đi săn bắn. Cho nên các bạn biết từ đó cái tụi Mỹ trắng thì nó sản xuất súng, cái ngành sản xuất súng của nó mỗi một năm như vậy là trên 20 tỷ đô. Các anh chị các bạn biết năm ngoái không á, là số người mà người ta mua súng ống nó vượt trên gần 60 triệu. Mà hiện nay dân Mỹ có khoảng 329 triệu dân thôi. Hiện nay con số thì tự nhiên nó tụt xuống còn 239, nhưng thực sự ra nó trên 300 triệu dân lận. Tại vì tôi nghĩ là Covid nhiều rồi, với lại bệnh ung thư đồ, Mỹ nó chết, các bạn biết ung thư ở Mỹ không, là năm ngoái là chết khoảng hơn 600 ngàn người, đâu phải ít đâu, bệnh ung thư. Và
cho bên cái súng ống đạn dược á, là theo thống kê đó, là nó có khoảng 293 triệu các loại súng ống mà dân Mỹ nó làm chủ. Bởi vì khi cái chính trị của nó bất ổn, người dân họ cảm thấy không được an tâm, họ mua súng ống. Như nhà tôi cũng thủ 5 khẩu một, chứ không phải là ít, trong phòng ngủ, phòng khách, rồi phòng bếp, và những cái chỗ nào rồi nhà đậu xe mình có thể để mình tiện mình thủ. Thằng nào mà nó nhảy qua tường, là nhảy qua rào là mình lụm đó. Cái luật bên Mỹ này, mình có súng mình đi học luật, và mình được mang súng, mình đeo cái bằng là cấp phép cho mình mang ấy, để mình tự vệ. Cho nên khi chính trị Mỹ mà nó bất ổn, anh chị các bạn, nó bất ổn an ninh đồ này kia đó, thì cái người dân Mỹ họ bức xúc về vấn đề mà xã hội mô hình rồi, nó xách súng ra nó giết. Đấy. Cái vụ thương tâm vừa rồi, 21 người chết ở một trường tiểu học đó. Cái chuyện đó, cái xã hội Mỹ này đi ra phải ngó trước ngó sau thôi. Nhìn bên ngoài thì nó hào nhoáng, mấy cái tụi chống cộng, mấy cái đám mà nó cuồng Mỹ thì nó ngồi đó nó ca ngợi thằng Mỹ, nhưng mà toàn là cái đám mà đó là đám ô hợp không, nó chui nhúc trong mấy cộng đồng người Việt nó sống thì nó ta đây thôi. Chứ anh chị các bạn biết, nó mà đi ra mà mấy cộng đồng mà khác đó, là dân bản xứ xem tụi nó còn thua con chó, tại vì nó gọi là khôn nhà dạy chợ. Thành ra những cái trường hợp mà súng ống đạn dược bắn giết của Mỹ hồ mai đó vậy. Mấy cái chuyện mà nó xảy ra hôm nay các bạn thấy đó, đối với tôi đó nó bình thường thôi. Mỹ này nó giống như một cái chiến trường, để nếu mà mình biết chỗ nào mà nó hòa, nó yên tĩnh thì mình đến đó mình sống. Đa số những người dân Mỹ mà người ta càng có tiền, mà những cái dân mà người ta có sự hiểu biết, mà họ có khả năng rồi đó, họ đi ra những cái thành phố khác, thành phố nhỏ hay vùng ngoại ô, nhất là gần núi, càng lên núi nhà càng mắc và đất càng mắc. Họ không bao giờ đi vào những cái khu đô thị lớn, nó phức tạp lắm, chuyện súng ống mà nhiều khi lái xe trời nóng mà nó bực mình lên nó cũng khùng, nó không nhường đường nó hay này kia, nó cũng móc súng nó bắn nữa. Còn nói về người Việt của mình, tôi nói thì anh bạn mơ này, tôi like xong tôi sẽ post cho anh chị các bạn thấy về cái link mà những băng đảng khét tiếng của người Việt mình. Năm ngoái nó mới triệt phá một băng đảng gọi là của người Việt ấy, gọi là khát máu mà ghê gớm, nó gọi là BTK, Born to Kill, có nghĩa là cái thằng này nó cũng dữ dằn, nó giết người không gớm tay, nó cách nó hành hung những cái băng đảng của nó, những cái người băng đảng của người Việt của mình đó, nó cũng dữ dằn lắm. Tôi nói anh chị các bạn biết rồi, hồi tôi sang đây ở thập niên mà khoảng 90 đó, cái bang Texas nó loạn lạc giả man luôn. Sau này tụi FBI nó mới phá án, nó để cho một thời gian dài nó phá án Cali đụng vậy. Lâu lâu mà tụi Mỹ cảnh sát mật vụ đó nó để vậy đó, từ từ chứ nó không có làm vội vàng. Cũng như đã tại Phoenix Arizona cũng có lần tụi FBI nó cũng triệt phá một băng đảng người Việt, tụi nó trốn qua về tới Việt Nam đó, chứ không phải giờ FBI nó qua Việt Nam nó dẫn độ về khủng khiếp lắm. Thì cái chuyện súng ống ở Mỹ, khi mà đời sống kinh tế chính trị khó khăn mà bất ổn là nguy hiểm lắm. Đi vô chợ, đi shopping được cũng vậy, mà nhiều khi phải ngó trước ngó sau, chứ không phải giống như những cái gì mà tụi chống cộng, mấy cái đám mà cờ vàng Ngụy Nô chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại nó tuyên truyền thì dối trá mất dạy của tụi nó. Để các bạn thấy xã hội Mỹ bây giờ nó càng lúc nó càng trở nên gọi là tồi tệ, do những cái người lãnh đạo nữa,
họ không tạo được cái cuộc sống ổn định cho người dân, họ không bây giờ thất người ta đi làm, đời sống nó chật vật, công ăn việc làm thì có nhưng mà làm thì không ra tiền, vật giá thì leo thang, lạm phát tăng dù dù, xăng cộ thì cứ lên. Ở Việt Nam lạm phát chỉ là một cái con số nó thấp thôi, tôi về tôi sống tôi biết nó không đến nỗi. Xăng dầu Việt Nam thì các bạn thấy nó có tăng nhưng mà dân mình họ không có lệ thuộc nhiều lắm, chỉ một số những cơ sở làm ăn thì họ hơi vất vả chút xíu nhưng mà không có đến nỗi mà phải như dân Mỹ này các bạn biết, làm đầu tắt mặt tối khi mà lạm phát nó leo thang. Chào Văn Nguyễn nha, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Các bạn thấy Mỹ cái đường xá xe cộ thì các bạn thấy không, đi đâu cũng đi một đoạn đường xa dài, nhiều khi đổ một bình xăng, như xe này tôi đổ một bình xăng là chiếc F350 này các bạn biết, đổ một bình dầu, dầu bữa nay là gần 6 đô một ga lông rồi, một ga lông 3.8 thì các bạn nghĩ đi, mà nó còn tăng nữa đó. Một bình xăng 200 đô tôi đổ chạy tầng không đủ, chạy đường đâu đi đâu nó cũng xa. Còn Việt Nam nhiều khi chợ búa xách chiếc xe đạp điện chạy còn được, hay đạp chiếc xe đạp còn được. Còn Mỹ thì các bạn nghĩ đi, đi chợ đi đâu có công chuyện, tôi nói đi những công chuyện đồ chạy một lần nửa tiếng 20 phút mà đâu phải đi đoạn đường ngắn đâu, vài chục cây. Có người đi làm một ngày cả trăm cây số, bạn thấy nó đốt xe bên này, nó đốt xăng rồi nó đốt xăng như là nước, đâu phải giỡn đâu. Đường xá xe cộ toàn là xe hơi, ô tô nó đi nó chạy ngập thì những cái đời sống của người ta nó bị lệ thuộc vào trong xăng dầu, cho nên cái lạm phát nó tăng khủng khiếp lắm, nó tăng rất là ghê luôn. Còn những vấn đề mà súng ống đạn dược được ở Mỹ thì nó đã trở thành cái business, nó trở thành một cái thương trường mua bán của tụi tài phiệt rồi. Mấy chục năm nay từ thời ông Reagan tới bây giờ, mỗi lần có chuyện thì mấy tổng thống ra phải là sửa đổi luật này sửa đổi luật kia để đặng cho cái vấn đề mà súng ống đạn dược hay thế nọ, tụi nó chỉ biệt dân vậy thôi, nó ra nó nói gì cho có thôi. Hồi ông Obama cũng vậy, khi mà có những chuyện mà nó bắn giết nhau ôi trời lên, rồi cái ông ra ông phát biểu cái ông khóc, ông gớt mấy giọt nước mắt, báo chí truyền thông ôi thôi nó chụp được, nó ca ngợi ôi tổng thống Mỹ tuyệt vời thế này nọ, nhưng mà rồi đâu cũng vô đó, mấy hàng tài phiệt nó vẫn ngồi trên đầu trên cổ của dân mà lao động phổ thông. Cho nên ở Mỹ này thằng nào khôn nhờ vài triệu thôi, chỉ có mấy cái đám chống cộng ở Mỹ này, tôi nói chỉ các bạn, tại vì tụi nó sống nó lợi dụng cái phúc lợi xã hội của Mỹ, nó ăn cái tiền thuế của những người khác đóng vào, rồi nó lên mạng nó ca bài ca con cá, chứ nó mà dân mà lao động phổ thông mà không có lợi dụng cái phúc lợi xã hội thì tôi nói chỉ các bạn, nó mới thấy được cái nỗi khổ của những người mà người ta phải làm, người ta sống, người ta đóng thuế, người ta phải tất tần tật. Rồi cái đám xuyên tạc chống phá ở hải ngoại này nó cứ quay về Việt Nam, nó thấy cái gì nó cũng lên mạng nó xuyên tạc hết cái bản chất của tụi nó. Cho nên Việt Nam cần phải có những cái ban ngành về tư tưởng văn hóa trên không gian mạng này thì tôi chưa thấy có. Nói chung là chỉ có lập nào là lực lượng 47 rồi an ninh mạng, tôi thấy nó không có đi vào đâu cả. Ngay cả những lực lượng an ninh mạng 47 mình nói ra thì một số người nói có thằng Lợi Minh này nó chửi Việt Nam ấy này nó. Thật sự ra chưa có chuyên nghiệp lắm, lên trên mạng này còn nói mà yêu nước ở trên mạng mạng này, mà người Việt của mình ngay cả những người trong nước cũng vậy, yêu nước cái gì. Tôi nói thật mà nói,
ông bà mình có câu đất lành chim đậu, chim đậu phú quý thì an cư mới lập nghiệp, phú quý thì mới sinh lễ nghĩa, bần cùng thì để sanh đạo tặc, lên này thì dành nhau yêu nước. Chứ thật sự mà yêu nước cái gì, cuộc sống hàng ngày cơm áo gạo tiền, mấy cái đám chống cộng ở bên Mỹ cũng vậy thôi, đứa này đứa nào cũng thi nhau lập kênh dễ đặng mà kiếm cơm, thằng này kiếm được tiền quảng cáo thì thằng kia cũng chạy theo. Nhưng mà nếu mà mình có cơ mà mình vì tổ quốc vì quê hương thì không nói gì, vì sự an ninh của đất nước quốc gia thì không nói gì. Tôi thì tuyệt đối tôi không có kênh anh chị các bạn. Tôi có nhiều người nghĩ là tôi làm kênh để kiếm sống ở trên không gian mạng này, đồ chưa bao giờ. Từ khi mà tôi bị tổ chống cộng nó dí, có rất là nhiều người kêu tôi lập kênh, nói gì bởi vì cái lượng view của tôi rất là lớn. Tôi nói ai lập kênh cứ lấy like của tôi thì cứ lấy thôi, chứ tôi không có thời giờ, công chuyện của tôi lu bu nhiều lắm. Tôi chỉ đi đâu thấy cái gì rồi chia sẻ gì với quê hương để đặng mà mình góp cái tiếng nói của mình đẩy lùi những cái tiêu cực trong một cái xã hội. Chứ còn sống mà phải lập kênh đồ này kia tôi không có cái quan niệm gì, tại vì cái thời gian của tôi nó rất là quý báu. Các bạn thấy những live stream của tôi đi lặn, tôi lo công việc thì khi tôi cũng phải tranh thủ vừa lái xe vừa live stream chia sẻ những cái khía cạnh của xã hội, ngay cả ở quê hương cũng vậy. Nói chứ đất nước mình thì nó cũng còn nhiều nan đề chồng chất, nhưng mà tôi thấy thì nó có những cái chiều hướng tốt hơn. Bởi vì mình phản đối rồi để bày tỏ sự hiểu biết thôi. Còn một số thành phần đấu tố chửi bới tôi thôi, chuyện bình thường. Tôi thấy con đường chính trị mình đã tham gia thì mình chấp nhận thương đau thôi. Ở trên mạng hồi nào giờ mà có bao giờ mà tôi lên mạng mà tôi được bình yên đâu. Chàng ơi, nó gian truân. Ngay cả từ những người anh em mình nó quay ngược lại, nó đấu tố rồi nó chửi bới, nó vu khống đủ kiểu đủ cách ở những cái diễn đàn mạng xã hội. Mấy chục năm nay tôi tham gia tôi biết, bởi vì khi mà giao tiếp với người Việt mình trong và ngoài nước cũng vậy, tôi dè dặt lắm. Nhưng mà nhiều khi cũng vì nể với nhau rồi mình giao lưu thì cái gì sự cố thì nó sự cố, không thể nào mà tránh khỏi. Cái cuộc sống mà trong cái khó thì nó có cái khôn. Nhưng những cái mà khó khăn về trên cái phương diện gọi là truyền thông không gian mạng, nó giúp tôi, nó tôi luyện con người của tôi trở thành sắt thép hơn. Tôi thấy là như vậy. Cho nên chuyện mà nhiều khi tôi lơ vào mấy đấu trường, gặp mấy thằng trong cộng ở ngoài, nó nói là mày làm gì, mấy đứa ở trong nước tới từ sĩ quan cho tới tá đồ, nó chửi mày dữ vậy, thằng lại binh. Tôi cứ cười ha ha ha, nó đấu tố. Kẻ thù của tôi thì vậy đó. Ở Mỹ này thì cũng đầy, ở Việt Nam thì cũng đầy, nhưng mà đường mình cứ đi thôi, mình cứ sống cái lý tưởng của mình cứ sống đúng cái lý tưởng của mình thôi, đừng có đi ngược lại cái lý tưởng là được rồi. Yêu nước thì mọi người mọi cách, ai muốn yêu làm sao thì yêu. Có người dành là tôi yêu nước nhiều hơn Lợi Minh. Đó là chuyện nhỏ, chuyện bình thường. Mình thì cũng tranh thủ live stream để chia sẻ về quê hương. Mình không có chủ trương là live stream phải ngồi đó chờ cả tiếng đồng hồ. Ồ, đủ khách, đủ người chưa like. Tại vì mình like xong rồi có nhiều anh em, nhiều kênh họ lấy, họ chia sẻ. Cho nên mình cứ like, thấy cái gì hay là mình cứ like. Cái mình lại mình sống nó nhìn vào cái cuộc sống thật đó. Chứ còn mà lừa đảo lừa gạt rồi cái gì nó cũng vào đó thôi. Cái không gian mạng này tôi quá, phải nói là quá dài dày dặn về những cái sự việc trên không gian mạng này. Trong cái cộng đồng người Việt của mình nó phức tạp lắm. Ở Mỹ thì cũng vậy, mấy chục năm tôi ở Mỹ chứ
không bao giờ tôi tham gia vào cộng đồng người Việt hay những tổ chức của người Việt ở về Việt Nam cũng vậy, những cái nhóm đồ này kia, rồi khi mình nể nang tới rồi cũng gặp sự cố có chuyện thì thôi, không được thì thôi, đường mình đi chẳng có gì phải lo sợ. Cuộc sống của tôi còn nhiều thứ mình phải nhìn về phía trước, còn nhìn về phía sau thì ôi thôi đủ thứ của đời mà. Thôi thì mình dừng lại ở đây. Các bạn thấy xe bên này nó đông ghê không? Bởi vì xăng dầu mỗi một ngày vậy đó, các bạn biết trung bình mỗi một ngày theo thống kê là hàng Mỹ nó ngốn khoảng 22 triệu thùng dầu thô đó. dầu thô dầu mà nó bơm lên nó vô một thùng 55 gallon vô thùng phi á, thùng phi sắt á, rồi về nó mới chế biến rồi. Những cái tiểu bang như Arizona là nhiều tiểu bang nước Mỹ vào mùa hè bắt đầu nó chuyển đổi cái xăng lượng đốt nó cho cái chất ethanol vào để đặng mà giảm bớt cái ô nhiễm, và chế biến như vậy xăng nó đốt nhiều hơn mà lại phải người tiêu dùng phải trả tiền cao hơn nữa. Ây da, đủ thứ nó đè nặng trên vai những cái người consumer, có nghĩa là những người mà gọi là tiêu dùng á, nó đè nặng trên vai người dân. Nhưng mà cuộc sống của người ta phải tất phải làm. Tại vì ở Mỹ này các bạn có được chiếc xe, có được cái nhà thì phải mưu sinh vất vả lắm. Còn những kẻ mà sống bám vào xã hội, lợi dụng phúc lợi xã hội Mỹ để trục lợi, rồi lên mạng rồi ngồi đó hát bài ca câu cá, thì mấy cái thứ đó tôi gọi là thứ ô hợp. Nó giá trị của cuộc sống của nó rất là low, nó thấp kém lắm. Mấy cái thành phần đó về sự hiểu biết của nó không có. Con người của tụi nó tận cùng của xã hội mà. Đó là những thành phần mà bị gọi là cái xã hội Mỹ này nó đào tạo lên những nhân tài, nhưng mà nó cũng sa thải ra ngoài cái xã hội những cái sự cặn bã tồi tệ nhất của thế giới. Một lần nữa thôi, mình xin chào tạm biệt, bye bye.